bạn đang cân nhắc về việc lựa chọn một chiếc CD, nó có tích hợp DAC, tính năng có dễ sử dụng, dễ điều khiển, hiệu suất có tốt hay không, hay chỉ đơn giản là một chiếc CD player đơn thuần, xử lý hiệu quả mọi CD, mang đến những trải nghiệm đúng sở thích của bạn. Top 5 đầu CD trong video này sẽ là những tham khảo tuyệt vời cho bạn, trải rộng ở nhiều phân khúc giá khác nhau. Với thành công từ đầu CD Marang CD6006, thương hiệu Nhật Bản Marang đã phát triển và tung ra thế hệ kế nhiệm CD Marang CD6007 với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý, phục vụ khách hàng ở phân khúc phổ thông. Khung máy bằng kim loại đi kèm với một mặt nhôm cứng cáp mang lại vẻ sang trọng cho thiết bị. Về kết nối, đầu CD Marang CD6007 cung cấp đủ các cổng xuất tín hiệu analog và digital để người dùng có thể phối ghép dễ dàng cùng với nhiều thiết bị âm thanh sẵn có. Nó còn ứng dụng công nghệ độc quyền HDAM SA2 với các linh kiện rời giúp mở rộng tần số đáp ứng, giảm méo hài, mang lại âm thanh trung thực. Đầu CD Cyrus CDE mang lại hiệu quả âm thanh vượt trội so với số tiền bỏ ra. Nó được thiết kế vỏ máy là một khung nhôm dài và hẹp. Những trang bị tiên tiến biến nó trở thành một trong những đầu CD có âm thanh tốt nhất trong tầm tiền. Đó là một thiết kế không ồn ào, màn hình hiển thị dễ đọc và điều khiển từ xa chất lượng cao. Về chất lượng âm thanh, nó thực sự ấn tượng với số tiền bỏ ra, mang đến độ chính xác nhịp nhàng và chi tiết, tốc độ và động lượng thực hiện với sự ăn khớp và sống động. CD Musical Fidelity M2 SCD là đầu đĩa CD giá cả phải chăng nhất của thương hiệu Musical Fidelity. Mặc dù ban đầu nó được tung ra thị trường với mức giá 799 euro, một số nhà bán lẻ hiện đang cung cấp đầu phát với giá thấp hơn và điều đó đặt nó vào một vị trí thông minh, trở thành đối thủ nặng ký với nhiều model cùng tầm giá. Không có tính năng phức tạp, nó có thiết kế kiểu dáng đẹp, không gây ồn ào với đầu ra RCA và đồng trục. Không cần suy nghĩ về các thiết bị kỹ thuật số, đó là một máy nghe nhạc được tích hợp DAC V-Side Kép Dental Sigma 24-bit. Bạn sẽ có được những bản trình bày âm thanh tinh tế và thú vị để nghe. Đối với những người thích âm thanh mượt mà, âm nhạc thanh lịch và có khả năng lắng nghe cao, thì đầu CD Musical Fidelity M2 SCD là một đề xuất tuyệt vời. Đầu CD Audio Research Reference CD9 SE là một lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc high-end với mức giá hơn 300 triệu đồng. Đây là phiên bản cao cấp của PepsiCo Edison với nhiều những nâng cấp về mặt kỹ thuật để bắt kịp với sự phát triển của công nghệ nhạc số. Nó có thiết kế và ngoại hình đẹp mắt, ngoài bộ khung vỏ được thiết kế lại, hệ thống phím chức năng và màn hình hiển thị ở mặt trước cũng được thiết kế trực quan hơn, kết hợp với miếng ốp mica giúp mang lại sự sang trọng và tinh tế. Ngoài chức năng đọc đĩa CD, model này hỗ trợ xử lý và giải mã âm thanh tín hiệu kỹ thuật số chuẩn PCM có độ phân giải tối đa là 24 bit/192 kHz, hỗ trợ phát nhạc số 192 kHz từ thiết bị Mac OS. Giải mã nhạc số từ nguồn ngoài thông qua các đầu vào như Optical, Coaxial, AES, EBU, USB kiểu B, tương thích với Mac OS, Windows và Linux. CD, SACD, Bluetooth và nhạc được truyền trực tuyến qua mạng, đây là trình phát của thế kỷ 21 và chiếc đầu CD Technic SLG700 có thể làm tốt tất cả những điều này. Nó hỗ trợ cả Chromecast, Earplay để kết nối dễ dàng và có chất lượng cao trên mạng không dây nhờ hỗ trợ MQA. Về hình thức, các nút điều khiển chính xác và ngăn đựng đĩa trơn mượt mang lại cảm giác tuyệt vời nhất. Cho dù bạn chơi từ nguồn nhạc là đĩa CD hay nguồn nhạc số, thì âm thanh của nó vẫn rất tuyệt vời. Nó đủ sắc thái để mang lại toàn bộ cảm xúc của bản nhạc và đi kèm với đủ trọng lượng âm trầm để giữ cho bản nhạc của bạn có cảm giác về độ rộng mở và lớn.